Gửi người con yêu tha thiết mang tên Giêsu. Chúa Giêsu yêu dấu, đây là lần đầu tiên con viết thư cho Chúa với một trái tim chân thành. Chắc Chúa đã hiểu và biết rõ cõi lòng con, nhưng con vẫn mong được một lần thổ lộ những tâm tư từ sâu thẳm lòng mình với Chúa. Chúa ơi, con bây giờ khác lắm. Con không còn thích cuộc sống nay đây mai đó, không còn lang thang trên khắp nẻo đường hay ngao du đến những khu vui chơi nữa. Con đã chọn một cuộc sống thanh bình, nhẹ nhàng bên Chúa nơi hội dòng hôm nay. Lạy Chúa Giêsu yêu dấu của lòng con, chọn bước đi theo Chúa quả là một quyết định khó khăn đối với con. Nó như chọn lựa của con thuyền đi ngược dòng chảy, như cánh buồm giăng ngược chiều gió. Trong những năm tháng của đời sinh viên, con đã buông mình theo dòng chảy của cuộc đời, đua với thời gian để theo đuổi những thứ xa hoa, lung linh của cuộc sống và chẳng dừng lại một phút để cảm nhận sự hiện diện của Chúa. Đáng thì con mãi mê với những thứ mờ ảo đó, thì bắt chợt Chúa lại gọi con bước vào đời dân. Nếu như trước đây, con thấy vui và thỏa mãn với những thứ hào nhoáng bên ngoài, thì giờ đây con cảm nhận được sự hạnh phúc và bình an bên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chẳng biết từ bao giờ Chúa đã trở thành đối tượng của lòng con. Chúa đi vào lòng con cách êm ái, nhẹ nhàng, chẳng sự rung động loạn nhịp của trái tim hay một ánh nhìn sét đánh, nhưng là một ngọn lửa bừng cháy làm tan chảy trái tim băng giá. Một cô gái chưa một lần biết đến tình yêu đích thực là gì, hay lại có thể được đến và yêu chân thành một người là chính Chúa, một người vĩ đại nhất trần gian. Tự nhiên con thấy mình được trở nên lớn lao hơn bao giờ hết. Chúa ơi, Ngài đợi con lâu lắm. Con đã thờ ơ với Chúa quá lâu, liệu con có xứng với Chúa không? Câu hỏi đó cứ âm ỉ trong lòng con mãi, nhưng tình yêu Chúa đã nhấn chìm hết mọi dằn vặt, sự bất an của con. Vì thế, con bỏ lại tất cả mà bước đi theo Chúa. Con nhận ra mọi ơn gọi của mình thật là một màu nhiệm hồng thân. Chúa ơi, Chúa thấy con khác nhiều không? Con thấy mình thay đổi quá. Con không còn thích váy áo thướt tha, không vấn điệu đà, tóc vàng, tóc đỏ nữa. Ở bên Chúa nơi hội dòng, con thấy mình nhẹ nhàng, hiền lành, duyên dáng hơn trong bộ áo dài trắng. Tóc đen ngắn gọn gàng, đoan trang. Con thay đổi đến mức nhìn vào gương con còn chẳng nhận ra. Không còn là một cô sinh viên thành phố nữa, mà con chính thức mang nét người nữ tu của Chúa rồi. Chính nhờ thế mà con được trải qua cảm giác được làm chính mình, đón nhận những gì thực sự là của mình, trở về với con người Chúa ban cho con. Và hơn hết là con được sống thật với mình, với Chúa và mọi người, rời bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài bao năm che hết đi con người thật sự của con. Con cũng nhớ như in ngày
cắt đi mái tóc của mình. Cô băn khoăn lo lắng không biết chọn lựa của mình có đúng hay không. Chọn đi theo Chúa là đi vào con đường hẹp, nhưng đường hẹp là đường có Chúa, phải không? Phải chăng con chọn Chúa nhưng là Ngài đã chọn con và kiên nhẫn chờ đợi con mỗi ngày? Lạy Chúa Giêsu, đi theo Chúa là chọn đi con đường hẹp với thánh giá bên trên vai, nhưng con vẫn muốn được bước đi theo người. Con cũng gặp nhiều khó khăn gió, nhưng lạy Chúa, con tin và phó thác nơi Chúa. Chúa ơi, dù muốn hay không muốn thì bây giờ con cũng đã hai mấy rồi, và đây là lúc tâm hồn con ở khoảng giữa. Còn quá sớm để đạt được ước mơ, nhưng vẫn là độ tuổi tuyệt vời cho việc bắt đầu mơ ước. Con bắt đầu thực hiện ước mơ đi theo Chúa, trở thành người yêu của Chúa. Lạy Chúa, giữa tuổi trẻ cuồng nhiệt và giữa thanh xuân tươi đẹp, con thấy trái tim mình rung động nhẹ nhàng như cánh hoa bằng lăng trong gió. Và đó là lúc con nhận ra tình yêu đích thực của đời mình. Lạy Chúa Giêsu, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài.